Chào các bạn, tiểu sử diễn viên Nguyệt Ánh Nguyệt Ánh tên thật là Nguyễn Thị Nguyệt Ánh Sinh vào ngày 12 tháng 8 năm 1984 Là một nữ diễn viên truyền hình, diễn viên điện ảnh Và diễn viên kịch nói nổi tiếng người Việt Nam Cô được khán giả biết tới qua các bộ phim như Cộng mặt trời, Thứ ba học trò, Dòng sông huynh đệ, Giấc mơ cổ tích, Gia đình phép thuật Nguyệt Ánh sinh ra tại thành phố Hồ Chí Minh Ngay khi còn là sinh viên năm thứ nhất trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh, Nguyệt Ánh đã may mắn được đạo diễn Lưu Trọng Nình mời vào vai Vân trong bộ phim Dốc Tình. Sau đó, nữ diễn viên sinh năm 1984 tiếp tục vượt qua nhiều đối thủ nặng ký để vào vai Mai Đình trong Hàn Mặc Tử. Thành công của hai vai diễn đầu tay đã giúp cô nhanh chóng phủ sóng màn ảnh nhỏ với bộ phim Mầm Sống và Miền Đất Phục. Sự nghiệp, các bộ phim mà cô đã tham gia, Cộng Mặt Trời, thứ ba học trò dòng sông huynh đệ giấc mơ cổ tích ám ảnh bốn thí nghiệm đêm tân hồn sợi dây tình ái dốc tình cá cược cuộc đời miền đất phúc hai khối tình vết sẹo bông hồng cho tướng cướp đam mê nghiệt ngã khi em đã lớn hàn mặc tử mệnh lệnh hoa hồng bảy lá bài nụ hôn đầu xuân mầm sống gia đình phép thuật danh giới mong manh trò chơi hôn nhân hoàng hôn ấm áp ba người đàn bà, những đứa con khác họ, anh và em, phiên trợ số, tình yêu còn mãi, dấu cộng của trái tim, hạnh phúc mong chờ, ông tơ bà Nguyệt, tiếng tơ đồng, ở rẻ, Romeo và Juliet, bạn giao ước định mệnh, sống để chuộc lỗi. Các vợ kịch mà cô đã tham gia, gương mặt kẻ khác, dương quái phi, chương trình truyền hình, về trường, lữ khách 24 giờ tai tiếu tuyệt, ca khúc sa mạc tình yêu về giải thưởng nữ diễn viên phụ được yêu thích nhất tại HTV Ác cuộc năm 2010, nữ diễn viên phụ được yêu thích nhất tại HTV Ác năm 2013. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh và bật chuông để nhận được những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.